Hello, chào mừng các bạn đã đến với lại kênh YouTube của mình. Và hôm nay là lần đầu tiên mình làm một cái video clip về FPV mà nói bằng tiếng Việt nhé. Thì có gì sai sót hay là có gì không đúng á thì xin các bạn bỏ qua. Tại vì thường thường mình làm cái kênh channel này á thì cái kênh này mình nói bằng tiếng Anh thôi thì mình nhưng mà này là lần đầu tiên, thấy không? Thì mà tại sao mình muốn làm một cái video ngày hôm nay? Là vì mình muốn thử cái mao này, không cái giá đỡ cho cái GoPro này. Thì mấy lần trước đi bay á thì mình có cảm nhận được và mình thấy được cái sự rung, gọi là cello trong cái cực clip. Thì cello là cái gì? Cello thì khi mà bạn nhìn cái hình ảnh mà qua cái máy tính á thì bạn sẽ thấy cái hình ảnh nó sẽ gần gợn cái sóng, không? Nó gần gợn chứ là nó không được, nó không phải là rung, nó không phải là rung hoàn toàn, là cái nguyên cái hình ảnh nó rung nhưng mà nó gợn gợn. Thì khi mà gặp cái trường hợp như vậy á thì không có cách nào mà mình sửa được cái gợn gợn đó hết, không có phần mềm nào, không có cái gì nào mà sửa được hết đó. Chỉ có một cách là mình chỉ làm cho nó không có gợn gợn thôi. Thì cái lần hôm nay là mình sẽ thử cái giá đỡ cho cái mao này, cho cái con GoPro này, coi nó bị hết hay không. Thì lần trước á mình bay á là mình ráp trực tiếp vô cái mao này, mình ráp trực tiếp với lại cái frame đó. Không biết các bạn có thấy không, mình ráp trực tiếp luôn. Nhưng mà lần này á thì mình có sự thay đổi là cái cục cao su nó mềm thôi. Thì mình dùng cái cục cao su này để thường thường người ta dùng để mà bắt vô cái mấy cái flight controller, mấy cái FC đó để cho nó hết rung á, thì mình dùng lấy cái đó mình mao cái giá đỡ cho cái camera này, thấy không? Có thể lung lắc được, đúng không? Cái cello là do thường thường là do là cái high frequency. High frequency là nghĩa làm sao, là nói làm sao, là nói giống như là bị cái tần số cao á, nó rung trên cái tần số cao. Tần số thấp thì không thành vấn đề, tần số thấp á mình có thể dùng software để mà mình xử lý được. Nhưng mà khi mà bị cello á, thường thường là bị ảnh hưởng bởi cái rung ở tần số cao phát sinh từ cái motor nè, hầu hết như motor hoặc là cái cánh. Thường thường á là do cái cánh nó không được cân đều, nó không được balance, nó gọi là thì nó hay bị như vậy. Thì nói về con quad này thì con quad này nó cũ rồi, 6-7 năm nay rồi, mình có sự nghỉ chơi mấy năm. Thì con quad này nó là 6 năm nay rồi, cái motor này cũng 6-7 năm nay rồi. Hai con đều cũ hết thì không có gì mới hết. Cho nên mà nếu mà mình sửa được cái vấn đề mà cello này thì mình rất là hoan hô và vỗ ngực á. thì đặc biệt, nhưng mà con quá này có một cái mới là cái mình dùng cái Express LLS 900 MHz, phải không? Thì cho cái độ xa đó, cho cái long range đó, mình dùng cái này. Chỉ có đặc biệt là chỉ có con quá này có cái này thôi. Còn con quá này thì mình vẫn dùng cái XM Plus ha. Cái receiver Plus thì nó không được xa lắm. Thì mình cũng tự chế cái antenna này thôi. Không mua tiền gì hết đó. Cái hobby này mình cũng không có bỏ ra nhiều tiền để mình đầu tư vô cái hobby này, nhưng mà cái nỗi đam mê là chính thôi. Nếu mà mình sửa được hay là mình làm được, mình khắc phục được điều gì đó thì mình cảm nhận được là mình học hỏi thêm một cái gì mới. Chứ còn nếu mà các bạn có đủ cái budget, tức là cái thì mình có thể bỏ tiền ra mua cái GoPro 789 bỏ lên đây. Bay nó khử rung hoặc là nó khử cello lên trên cái con quad của mình luôn. Mình không cần phải làm những cái điều như mình sẽ làm trong cái video clip này. Nhưng nếu các bạn mà thấy cái video clip này á mà nó hữu ích á thì các bạn subscribe channel của mình ha. Mình mặc dù channel của mình nó không hẳn là về cái FPV này không đâu, nhưng mà cái channel của mình về đủ thứ hết á, về máy tính, về đi chơi chỗ này chỗ kia này nọ thôi, cái cuộc sống ở bên Canada. Thì ở bên Canada ngày hôm nay á thì rất là lạnh, phải không? Như các bạn đã thấy thì trời xanh vậy đó, nhưng mà nó lạnh lắm. Nó khoảng chừng 9 độ, hôm nay dự báo thời tiết là 9 độ ngày hôm nay. Nhưng mà vì gió nhiều á thì mình sẽ cảm nhận được cái độ lạnh nó sẽ thấp hơn, tức là khoảng chừng 5-6 độ thôi, cái tại vì gió, thấy không? Thì hôm nay là ngày thứ 6, mình không có đi làm. Thì người ta đi làm, học sinh đi học hết rồi, cho nên cái khu công viên này nó cũng là tương đối vắng, không có người nào hết.
trừ cái vài người dắt chó đi dễ vậy thôi, đi qua đi lại tập thể dục vậy thôi, những người đó không có đi làm như mình vậy đó. Thì ngày hôm nay mình ra công viên này mình làm cái video này để mình thử nghiệm cái cho cái con cái mèo mới của mình nhá. Thì nếu mà khắc phục được và cái thứ hai nữa là mình muốn thử nó là cái phần mềm cái loại gọi là gyro gyro flow. Cái đó là nó sử dụng cái dữ liệu của cái gyro trong cái flight controller của mình à. À, mình dùng cái dữ liệu đó để mà mình stabilize cái clip trong cái GoPro Session 4 này phải không? Thì không biết được nó tốt không, mình cũng chẳng biết là nó sẽ khắc phục được hay không, nhưng mà mình cứ làm cho mình để học hỏi thêm những cái điều gì mới. Nếu mà mình học hỏi được thì tốt phải không? Còn mình không được thì thôi, mình bỏ tiền ra mình mua cái GoPro 789 rồi mình bỏ vô cho nó xong cho nó lẹ ha. Ok, bây giờ mình chuẩn bị để mình quay cái video này nhé. Ok, sau đây các bạn sẽ thấy được những cái file gốc mình lấy từ trong cái GoPro Session ra nhé. Thì nó có làm sao mình lấy ra vậy, mình upload lên, các bạn sẽ thấy được nó sẽ rung rung một tí, để ý. Nhưng mà những cái rung rung đó mình có thể xử lý được. Sau đây mình dùng cái phần mềm Adobe Premiere dùng cái chức năng Warp Stabilizer để mà mình cân bằng cái clip nhé. Thì những cái rung rung đó sẽ mất đi hết à. Có thể nói là khoảng 95% những cái rung rung đó là đã được xử lý. Sau cái clip ở đây mình dùng cái Super View mình bay gần gần mặt đất thì trông nó lạ lắm, cái đường chân trời các bạn để ý nó như cái hình chữ S vậy đó, nó không được tự nhiên, cho nên mình khuyên là các bạn không nên dùng cái Super View chức năng trong cái GoPro. Và cuối cùng các bạn sẽ thấy được sự khác biệt của phần mềm Gyroflow xử lý file gốc với tỷ lệ 43 và cái độ phân giải 1440. Thì các bạn nghĩ xem nó có hơn hẳn với cái quy trình xử lý của Adobe Premiere qua cái chức năng Warp Stabilizer hay không nhé. Thì các bạn cho ý kiến. Nhưng theo mình nghĩ thì mình thích cái Gyroflow này á.
Ok, thôi tới đây mình xin hết. Hy vọng các bạn học hỏi được một điều gì đó qua cái video clip này. Và nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình á, thì hãy đăng ký kênh, vì mình có thể ra nhiều cái video sau này về FPV, về chạy xe đạp, về đi trực tuyết này nọ, hay cuộc sống ở bên Canada, chung chung vậy đó.